Dừng ngay. Gì vậy chị hai? Em gái nhìn kìa, chị mới vừa cứu em đấy. Họ cấm hát nhạc xuân hay nhạc Tết đó. Em nhớ phải để ý hệ thống hơn. Cái gì mà xui xẻo quá vậy? Tết đến rồi em đang hứng thú với nhạc Tết luôn á. Xuân xuân ơi xuân đã về. Em có nghe ai đang hát đúng không? Hôm nay Dượng Thành mới đến chơi. Sao Dượng Thành lại hát nhạc xuân vậy? Dượng đi tay nghe rồi chạy đi mua đồ rồi. Chết rồi chị hai, Dượng Thành hát nhạc xuân kìa. Dượng ơi không được hát nữa, đừng hát nữa. Dượng không nghe mình kêu. Trời ơi Dượng ơi. Mấy đứa cười tươi, gia đình mình chụp tấm hình nào. Mẹ ơi con không có tâm trạng để cười. Sao thế con gái, chụp ảnh với gia đình mình xíu thôi. Thôi chải đầu tóc lại cái đi nào. Xong rồi tươi cười chụp ảnh cho mẹ cái nhé. Nữa hả? À, em gái, em mua cái khăn lược trúng mặt chị rồi nè. Em xin lỗi chị hai. Gì? Sao em chải lược bằng nĩa thế? À, hôm nay khăn lược bị cấm dùng rồi nên là em dùng cái nĩa đỡ. À, cho em buồn cười lắm bé. Chúng ta chia tay đi. Không còn Dượng Thành, không còn bạn trai nữa. Ít nhất tao vẫn còn có mày. Nhà ai có gấu bông, hãy mang đi quăng hết đi nhé. Mình phải đi giấu nó mới được. Cô bé, chắc cháu cũng biết đang cấm sử dụng gấu bông mình đúng không? Dĩ nhiên rồi, cháu đã đem tất cả gấu bông đi quăng sọt gác hết trơn. Để chú vào kiểm tra một lượt nhé. Nếu còn sót bất kỳ con nào, cháu sẽ phải gặp rắc rối đây. Đổ rồi sao? Nhanh thế. Mừng ghê, hết cấm gấu bông nữa rồi. Dạ. Lâu tí nữa chắc chị em mình tiêu đời rồi đó. Ê mà cuốn sách gì trông xinh thế? Dạ em thích tô màu á nên đã đi nhà sách sắm nó. Nhìn cô teo quá đi. Sao em thấy hệ thống này giống như đang theo dõi em vậy? Chị không biết nữa. Sao hôm nay chỗ của mình ngồi hôi thế này? Xui ghê nên mọi người bị cấm khẩu trang. Xin lỗi vì đã ảnh hưởng mọi người nhé. Trời đất ơi, họ cấm không đeo khẩu trang chứ đâu phải cấm giờ sao giờ còn không tắm đâu chứ. Thông cảm xíu đi, tớ chỉ quên không tắm vài ngày thôi. Em à, hệ thống đã hết cấm em có bạn trai. Chúng ta quay lại với nhau được rồi. Em đồng ý chứ, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm. Em cũng nghĩ giống anh. Yeah. Ôi trời, hệ thống cấm áo dài em à. Hả? Cái gì vậy chứ? Trời ơi, em đang mặc áo dài luôn á. Em có thể cởi nó ra, bây giờ chúng ta đang yêu nhau mà, không có sao đâu. Anh bỏ cái suy nghĩ đó đi, tìm cách mà giúp em đi trốn đi kìa. Xin lỗi chú, tôi không có ý mặc nó đâu, chỉ là... Hướng này, đi thôi. Được rồi, anh có ý này. Bây giờ em cắt áo dài của em thành cái áo bình thường đi là được. Trời. Anh à. Anh nói thật. Được rồi, cái ý này có vẻ hay đó. Phải vậy chứ. Đưa em cái kéo. Anh nghĩ để anh cắt cho, em tự cắt không ổn đâu. Anh à, em làm được. Đem cái kéo đây. Không sao đâu, để anh giúp em cho nè. Phải tin anh chứ. Anh à. Tay em lọng còng, cắt hồi hư áo luôn đấy. Á, em an toàn rồi. Hơi, nhưng anh thì không. Bây giờ em nhắm mắt với anh nhé. À, là bây giờ anh chỉ mặc quần trong thôi hả? À, thì là vậy đó. Chịu khó nhắm mắt nha. Ok, cảm ơn em. Em chịu khó một chút. Chắc phải nhắm một tiếng nữa rồi hệ thống sẽ đổi thôi. Ok, sao em lại cười? Em cười chuyện gì thế? Thì... Sao đó? Sao anh có thể mặc quần trong có hình body xì được vậy? Này, em không được mở mắt chứ. Xin lỗi anh nha. Tại hồi nãy em chớp mắt cái thấy một chút. Ôi trời ạ. Thôi nào, sao em cứ nhìn anh mãi thế? Nhắm mắt đi chứ. Trời, bây giờ tôi được mở mắt chưa vậy? Sắp rồi. Không ổn với em rồi. Hả? Sao vậy? Là bởi vì... Rồi, em đã thấy đó. Em không thể cạo đầu được đâu. Chuyện này là chuyện không thể xảy ra được. Được rồi, anh hiểu mà. Đây là chuyện không thể xảy ra với em. Tình huống khẩn cấp, chuyển đổi vật cấm ngay lập tức.
Anh, sao anh có thể làm được điều này? Anh nghĩ đã đến lúc em cần biết nhiều thứ hơn về anh rồi. Ba anh là người tạo ra hệ thống cấm này. Sao? Sao anh chưa từng nói cho em điều này? Đó là bí mật nội bộ, anh không thể nói lung tung. Vậy anh có thể thay đổi mọi vật cấm mà anh muốn. Vậy lúc mà nó cấm mặc áo vàng, sao anh không thay đổi nó? Anh không như ba anh đâu, không có quyền được đổi liên tục đâu. Trường hợp nào phải thực sự khẩn cấp, anh mới đổi được hệ thống. Thôi nào, em đừng có cọc cằn với anh nữa. Mà làm sao ba anh biết được là anh thay đổi vật cấm? Ông ấy có gắn con chip theo dõi ở trong người anh đây này. Thật ra, ông ấy là kẻ tâm thần. Anh nói thiệt chứ? Thật. Em đi đâu vậy? Em cứ một mình. Nghe này, bây giờ em làm gì ba anh cũng biết hết đó. Em phải ở cạnh anh để anh bảo vệ em nhé. Đồng hồ bây giờ đã bị cấm đeo rồi. Ba đang theo dõi em đúng không? À, không chắc nữa. Nhưng mọi thứ cứ trùng khớp làm sao á. Đây đúng là điều lố bịch mà. Anh thực sự mà quan tâm em á, thì kêu ba anh dẹp ngay cái hệ thống vật cấm này đi. Em không biết đó chứ. Anh đã làm mọi cách ngăn ông ấy. Nhưng không có đơn giản như em nghĩ đâu. Bây giờ em cờ bỏ đồng hồ ra trước cái đi. Được rồi. Này, có kẻ vẫn chưa cờ bỏ đồng hồ kìa. À ha. Anh ơi, nó bị kẹt cứng ngắc rồi. Cố tháo đi em, nhanh lên. Này, không được bắn. Mấy người biết tôi là ai mà đúng không? Đồng hồ cô ấy đang bị mắc kẹt. Anh ơi. Ồ, thì ra đây là bạn gái của cậu chủ. Đúng, là bạn gái của ta. Mấy người không được làm gì cô ấy đấy. Bắt hai đứa nó về, cho ba nó xử lý. Tuân lệnh bà chủ. Đi nào nhóc. Mẹ. Nhanh lên. Cho tụi nó ở trong căn phòng trừ khử này đi. Canh thật kỹ, không để bọn chúng trốn thoát. Rõ, tuân lệnh bà chủ. Phòng trừ khử này là sao vậy? Anh ơi, bà ấy nói vậy là sao vậy? Không sao đâu, anh sẽ không để ai đụng tới một cọng tóc của em. À ha, con trai của ta. Ba, thả cô ấy ra đi. Cô ấy vô tội, cô ấy không phải không tuân theo luật. Mà chiếc đồng hồ trên tay của cô ấy mắc kẹt, làm cô ấy không thể tháo nó ra. Cô ta nói dối đó, cô ta chỉ đang thử con thôi. Hả? Em à, có thật là như vậy không? Em... Cô ta có thể tháo nó, nhưng không nó con trai à. Ta luôn theo dõi cô bé này nên biết rất rõ. Thì sao chứ, cô ấy thử cũng đúng thôi. Xem con có luôn bên cạnh bảo vệ cô ấy khi có người cha không có nhân tính này. Cha không được phép theo dõi bạn gái con. Cho dù như thế nào, con cũng sẽ bảo vệ người con gái con yêu. Được thôi con trai, để xem con yêu cô ta đến nhường nào. Hai đứa đều đang phạm luật đấy. Được rồi, bây giờ con trai hãy chọn đi. Một là con sống thì con bé sẽ chết. Hai, con sẽ chết còn con bé đó sống. Anh ơi, được rồi, anh hãy chọn tự cố lấy chính mình đi. Em không sao đâu. Không đâu ba, con sẽ không chọn gì hết. Ba hãy dừng ngay cái hệ thống cấm vớ vẩn này đi. Con thừa biết là sẽ không bao giờ có chuyện đó mà. Vậy thì tiến tới mà giết con đi. Không được. Nghe kỹ đây con trai, ta cho con trả lời lại một lần nữa. Làm ơn, đừng mà. Ba, đừng. Nghe kỹ những gì ta nói. Tuyệt đối đừng bao giờ đặt phụ nữ lên hàng đầu. Lòng dạ đàn bà không đơn giản như con nghĩ. Cái quái gì vậy? Triết lý về phụ nữ nghe thú vị đó anh à. Đã đến lúc kết thúc cuộc hôn nhân này. Mẹ ơi. Khỉ thật. Cô nghĩ cô sẽ làm được gì? Đối với anh, đàn bà ghê gớm thì tôi sẽ cho anh thấy ghê gớm này như thế nào. Tạo ra hệ thống cấm thì nên làm nó có ích một chút. Lũ sâu bọ còn lại. Đứa một cút. Đứa hai bấm nút. Đó là cái giá phải trả khi nghe theo lệnh của tên khốn thần kinh này. Mẹ ơi, mẹ vừa mới giết ba đó. Mẹ biết mà con trai, mọi thứ đã kết thúc. Tụi con đã được an toàn rồi. Này, cô bé. Cô bé, mở mắt ra đi, chúng ta phải ra khỏi đây. Bây giờ cứ tin cô, không sao cả. Mẹ sẽ mở còng tay cho từng đứa. Lại đây. Lối này. Chúng ta để ở đâu vậy ạ? Đây là nơi hệ thống cấm được kích hoạt bởi nút đỏ này. Cô ơi, cô còn chần chờ gì nữa? Cô bấm nó đi. Không được Nhi ạ. Nếu ai kết thúc nó sẽ phải chết vì năng lượng của nó rất lớn. Nó sẽ lấy đi mạng của mình vì nguồn điện cao thế. Mẹ ơi, để con làm cho. Anh à... Hệ thống này phải chấm dứt mãi mãi thôi. Con nói đúng, nhưng con không phải là người làm chuyện đó. Mẹ ơi. Mẹ ơi đừng. Tạm biệt con trai yêu. Con, mẹ. Mẹ ơi.
hệ thống đã dừng rồi. Mẹ đã cứu mọi người. Ba mẹ của anh, họ đã bỏ anh mà ra đi hết rồi. Anh à, cố lên. Hứa với anh, không bao giờ được bỏ anh đi nha. Anh à, em hứa mà. Anh à, mọi thứ sẽ sớm ổn thôi. Mẹ anh rất thương bà ấy. Bà ấy đã hy sinh vì muốn con trai mình được hạnh phúc. Anh ơi, chạy, chạy thôi. Em ổn chứ? Dạ em ổn. Anh ổn chứ? Anh ổn, anh không sao cả. Em à, bây giờ chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Dù có chuyện gì cũng không rời xa nhau nhé. Dạ, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Em, anh rất vui khi có em. Dạ, em cũng vậy. Lại đây với anh nào. Nah, don't try it. You can't feed me lies, won't buy it. Question everything, tell them nah, don't try it. Yeah, but you're moving like some sidekick. But you're moving like some waste man. Trying to impress me, won't like it. Be a soft man, please don't try it. Really, why do they always